cái câu chuyện mà chặn sạc có cho các cái hãng xe khác sạc không, thì chúng tôi xác định cái chiến lược rất rõ ràng. Sau 10 năm nữa thì cho các hãng khác được sạc vào cái các hệ thống chặn sạc của VinFast. Thì không có lý gì chúng tôi bỏ ra đến cả 700 triệu đô để xây dựng cái hạ tầng mà lại cho các đối thủ có được cái cơ hội nó ngon lành quá, nó không đúng. Cái thứ hai là chúng tôi đủ cái năng lực để cấp xe cho thị trường, xe đủ các cái dòng xe, sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, thế thì đủ cho lựa chọn rồi. Thế còn những cái câu chuyện như là hợp tác với những cái đối tác để tái chế pin thì vẫn đang hợp tác và cũng đang bàn, đang tìm các cái phương án để chắc là sẽ là một phương án cái nhà máy tái chế pin. Rồi cái kế hoạch kinh doanh 3 năm ấy, thì năm nay thì khoảng tầm 45-50 nghìn xe, sang năm thì sẽ gấp khoảng hơn 2 lần, vân vân. Cái điểm hòa vốn mà tôi nói rồi nó sẽ vào tầm khoảng hơn 60 thì là hòa EBITDA. Cái thì thông tin sơ bộ thì là như thế.